Đây là con đường huyện lộ nha anh chị. Em là nhà đất Minh Xem, Tiền Giang. Xin chào anh chị nha. Hôm nay xem về xã Mỹ Hạnh Đông của thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Tên con đường huyện lộ, đường nhựa này nè, để quay giới thiệu cho anh chị một mảnh đất. Trước tiên xem giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo luôn nha. Hướng trên màn hình anh chị đang xem, đây là hướng về ủy ban dân xã Mỹ Hạnh Đông. Ngay đó có chợ Mỹ Hạnh Đông, rồi trường học đồ luôn nha. Khoảng cách từ ngay vị trí đất mình mà về tới đó thì tầm khoảng 1 km là tới rồi nha anh chị. Và cũng là cái hướng này anh chị đi thông về dòng xây của huyện Tân Phước đều được luôn nha. Rồi anh chị qua Long An về thành phố Hồ Chí Minh đều luôn. Còn hướng ngược lại, đây là con đường thông luôn, đường huyện lộ mà. Hướng này anh chị có thể ra quốc lộ 1A về ngay trung tâm của thị xã Cai Lậy luôn. Từ đây mà ra tới trung tâm của thị xã Cai Lậy thì tầm khoảng 9 km là tới nha anh chị. Ở đây thì có điện, nước và wifi đều có đầy đủ luôn. Thậm chí ở phía trước của mình đèn đường có luôn nha anh chị. Còn cái mảnh đất em giới thiệu cho anh chị hôm nay là cái vườn chuối này nè. Tính từ cái mí này nè anh chị, ngay mí ganh nè, ngang qua là 7 m. Và mình có cái chiều sâu vào là 21 m. Tổng diện tích là 147 m². Hiện trạng đất trồng cây lâu năm chứ chưa có thổ cư nha anh chị. Đó, mình đi tới cái ganh bên đây luôn. Đó, ngay mí trường nha. Khu này dân cư đông đúc, cho nên cũng thuận tiện cho anh chị về đây để cất nhà ở. Vừa nhà ở mà vừa kinh doanh luôn. Và cái hành lang lộ giới của mình á, tính từ tim lộ vô là 7,5 m nha anh chị. Nhưng mà cái chiều dài của mình tính từ cái mấy chỗ này nè, dài vô là 21 m, dựa theo sổ anh chị. Và đây là em quay về hướng mặt tiền của đất mình. Mặt tiền của đất mình thì xây về hướng bắc, cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy á, để tiện tham khảo luôn. Còn tính từ ngay vị trí đất mình mà về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang là thời gian đi tầm khoảng 40 phút, khoảng cách là 28 km. Còn anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, xem lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 57 phút, khoảng cách là 44 km. Còn anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, xem sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây. Từ bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 42 phút, khoảng cách là 70 km. Đó là vừa rồi em lên cái định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Giờ xem sẽ tiến vào bên trong cho anh chị mình nhìn đất ha. Theo như hồi nãy em đã đi khảo sát, tông đất mình không có màu mã gì hết nha anh chị. Nhưng có một phần là đất mình nó hơi thấp hơn lộ một tí nha. Đó, đây là cái phần tông đất của mình. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ là xã Mỹ Hạnh Đông của thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thì anh chị có thể liên hệ cho xem theo số điện thoại là 039 545 4645. Em sẽ trực tiếp dẫn anh chị đến xem đất, rồi gặp chủ đất có thể nói chuyện thêm gì giá cả luôn nha anh chị. Hiện tại chủ đang kêu cái mảnh này ngang 7 m và cái chiều sâu vào là 21 m. Hành lang lộ giới của mình là 7,5 m nha. Tổng diện tích hết đất của mình luôn là 147 m², cây lâu năm chưa có thổ cư. Mà hiện tại chủ đang kêu giá là 900 triệu cho cái mảnh đất này. Nếu như anh chị nào quan tâm tới mảnh này thì anh chị nên kết bạn Zalo với xem theo số điện thoại trên màn hình. Xem sẽ gửi sổ và hình ảnh thửa đất cho anh chị mình xem cho nó rõ và chi tiết luôn nha. Còn anh chị nào mà lần đầu ghé xem kinh nhà đất Minh Xem Tiền Giang thì anh chị cũng nên bấm đăng ký và nhấn chuông thông báo. Xem sẽ tìm nhà vườn, đất vườn, đôi khi cũng có đất nền, để quay lên giới thiệu cho anh chị mình xem. Còn anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí hoặc cái mảnh đất nào thì liên hệ cho xem. Xem dẫn anh chị mình đến xem đất, rồi được thì gặp chủ đất có thể nói chuyện ha. Nó cái phía sau mình tới hàng lứa 70 đó là hết đó anh chị. Nó nhưng mà hành lang lộ giới mình thì 7,5 m. Sau này mình bỏ ra 7,5 m á, tính từ tim lộ vô thì từ mí lộ vô á thì anh chị bỏ khoảng 3 m, 4 m chứ, khoảng 4 m, 4,5 m gì đó. Rồi anh chị cất nhà, phía trước mình làm cái sân cũng được nha. Rồi mình làm tiền chế thì bình thường. Rồi để sau này anh chị có thể về kinh doanh buôn bán. Mình vừa ở sao ngoài trước mình kinh doanh buôn bán cũng được. Đường của mình là huyện lộ 59 nha anh chị. Đó, như ở đây sát bên ta cất nhà nè. Đó anh chị thấy ha. Đây. Rồi anh chị nào mà có nhu cầu giới thiệu nhà và đất ở khu vực Tiền Giang thì anh chị cũng nên kết bạn Zalo với xem theo số điện thoại trên màn hình, rồi gửi sổ và hình ảnh thửa đất, rồi báo giá cho xem biết luôn. Rồi xem keo thấy phù hợp thì xem sẽ đến quay nha, giới thiệu lên những người cần mua người ta mua.
nó cái điểm yếu mình là đất mình hơi thấp một tí xíu thôi, nhưng mà cái này làm dài xe cát cái nó cũng dung đầy lên nè anh chị ơi. Đó, đây là cái phía trước của mình. Đây đường nhựa nè anh chị, dân cư không à. Rồi nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ này, giá chỉ có 900 triệu cho hết luôn, ngang 7 là dài 21 nha anh chị, thì liên hệ cho xem. Và phía trước mình có con kinh tiêu, vấn đề thoát nước thì anh chị an tâm nha. Rồi đến đây thì xem cũng xin kết thúc video. Nếu như anh chị thấy phù hợp cái vị trí con đường huyện lộ 59 của xã Mỹ Hưng Đông thì liên hệ cho xem nha. Còn bây giờ thì xem cũng xin chào và hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo. Rồi em xin chào anh chị.